Một phần như vậy á các bạn là 100k á các bạn. Còn cái này là lỗ đá dê nè các bạn. Nhìn giống cái tàu vậy. Đúng mấy cái đậu bắp mình ăn nè. Rồi mình thử miếng thịt bò các bạn ơi. Rồi tài tài từ tài trường nó luôn luôn. Chấm chao á, mình thấy chấm chao ăn ngon không các bạn? Chấm mình nhúng như vậy nè, mình tắm cục thịt bò vô á, mới đã. Dạ các bạn ơi, mình đi ngang từ mình đi gần chành Trạch Sư về ngang đây mình thấy bò nướng phương hai nè, đông quá trời đông luôn. Nên mình ghé vô mình ăn thử coi nó như thế nào nha. Dạ quán này các bạn. Ồ xe để nè. Đó, bây giờ mình sẽ vô quán nha. Mình đi ăn đây, mình đi gần chành Trạch Sư về đây các bạn. Mình tưởng là người ta ăn đám tiền không à, quá trời quá đất. Mình vô đây mình ghé mình ăn thử. Địa chỉ của bộ Phương Hương 2 á các bạn là nằm ở ấp núi Két, phường Thới Sơn, Tịnh Biên, An Giang các bạn. Nói chung là địa chỉ hơi bị rối xíu ha. Nói chung là các bạn nhìn ở đây các bạn thấy núi Ông Két là các bạn biết bên là tại đối diện núi Ông Két đó. Ở trong quán bò này có cái xoài con quá sá bông luôn các bạn. Một phần như vậy các bạn là 100k các bạn. Ở đây bán một phần như vậy là 100k. Thì mình trong này mình thấy cái bò và đậu bắp. Cái này là chúng ta có ốp gia vị á các bạn. Đây có toàn cái chút sữa nè. Bò kho nữa. Ở quán này có bò kho nữa nha các bạn. Em ơi. Súp được các bạn không? Tranh thủ. 100.000 dĩa mình thấy này ít không ta? Nhưng mà quan trọng là cái bò nó có chất lượng hay không nữa mình mới đánh giá được. Ở đây là quán nướng khói nha các bạn, nên hơi khói xíu. Rồi rau ăn với bò thì mình thấy chỉ có ngò gai nè, quế. Rồi đơn giản là vậy thôi các bạn. Quán này đông quá, quá đông rồi. Full bàn. Rồi miếng bò sắp chạy dữ rồi. À không có vậy. Rồi thử luôn. À đúng rồi em. Lỗ này là cái này lỗ đá dê này các bạn. Nhìn giống cái tàu. Đúng mấy cái đậu bắp mình ăn nè. Cho nó ngon lành cái tàu. Ờ nướng xong mình tẩy lỗ lên luôn nha. Quá trời. Ở đây được cái không gian nó vui lắm các bạn. Mình nhìn cái lỗ đá dê mình cũng quá trời vui luôn. Mình đang là mình đang hiện tại mình đang ở Tịnh Biên nha các bạn. Dạ em cũng biết nữa. Không biết luôn hả? Rồi sao đâu. Chưa là cái lẩu lá giang mình chưa cập nhật cho các bạn được. Cái lẩu giang cách nghĩ mình ăn là hết. Rồi, cảm ơn. Hả? Đây hả? Không biết nữa. Này chắc hơn lạng chứ, khoảng 2-3 lạng á. Tại vì miếng giò bò người ta thích dày lắm nè, chứ đâu ta không mỏng đâu.
tôm mà tôm ra quá trời thơm rồi các bạn ơi, biết cách con ếch rồi. Làm cho nó bóp mỡ xuống đó các bạn, để cái mỡ trong bò này thịt ớt này, cái gia vị trong thịt bò này nó ra đó, làm nó bị cháy quá. Mình lấy miếng bò mình nướng xong các bạn, bò nó bị khô nha. Mùi thơm rất là kích thích các bạn ơi, đói quá trời luôn rồi. Nè, động tới cái tiếng tèo 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 nữa. Anh nói thứ nào chịu nổi đây không biết nữa. Đi rừng mình mới đi rừng giờ đói bụng. Nhớ đón xem cái clip đi rừng của mình nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Chàng trà sư. Không đi không biết, chàng trà sư đi rồi mới biết, ta nói tuyệt vời. Không biết nước chao này cái coi nè, chao này là chao gì đây? Ủa chao thơm vậy? Không mặn. Đó. Rồi mình thử miếng thịt bò các bạn ơi. Đó tại trường nó vùng. Cái cục thịt bò này nè, mình chưa chấm gì hết nè, mình ăn mà mình để mình được cảm nhận được cái hương vị trừ từ trong tiệm bưng ra cho mình. Thịt bò thơm. Hơi bị ngọt. Đúng rồi. Hơi bị ngọt. Nếu mình á thì mình thích ngọt không? Cái này hơi bị ngọt xíu hay là mặn ngọt xíu? Chắc là địa phương hay. Ừ. Có lẽ là cái khẩu vị ở địa phương. Thịt bò ngọt, thịt thơm. Dạ, bây giờ mình sẽ cảm nhận một món khác. Mình chấm chao nha các bạn. Mình chấm chao có vẻ thứ vị á, nó hài hòa lại nhau. Thì cái chao nó hơi mặn mặn nha. Cộng với miếng thịt bò, nó ngon. Lấy cái hàng mình đang mặc cho mát nha. Chấm chao á, mình thấy chấm chao ăn ngon hơn các bạn. Cái miếng bò này mềm nè. Ai vậy là bò tìm miếng các bạn. Miếng mềm, miếng dai. Các bạn thấy nè, ở bên đây một không gian quán nữa nha, bên kia một không gian quán nữa mà full bạn hết luôn á. Hôm nay là mùng 2 Tết. Thời tiết bây giờ các bạn ngồi đây ăn rất là trời trong xanh nè, ngồi dưới tán cây ăn bò. Ồ, thơm quá trời thơm. Thơm quá trời thơm các bạn ơi. Hàng gì nó ngon thì một dĩa 500k, ổ một dĩa 100k mà nó ngon quá trời luôn. Ở đây quán có bán bò kho nữa các bạn. Bò kho bánh mì. Chấm mình nhúng như vậy nè, mình tắm cục thịt bò vô á mới đã. Mình vô quán này mình quan sát nãy giờ các bạn, mình chủ yếu là thấy gia đình với tổ tiên ra. Cái này cũng cháy nè. Rồi. Cái tô này nhiêu cái vậy? Em cũng
Lên 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 nè cái thao lỗ đó nha, này là 90 các bạn nè, trong đây có thịt bổ quá trời luôn nè. Ờ về lát về kia ăn thịt nướng. Ồ cái thao này 90 nha các bạn. Ồ thao lá giang này 90. Bò nó bắp vô đây luôn, đậu bắp này là của bò đó, vô đây luôn. Ờ và nhỏ nhỏ chín chục trăm hả? Đúng rồi. Nhưng mà nhìn cái thao lẩu này là mình thấy tiếng nữa. Thôi bò này chín rồi nè, được rồi nè. Bò nấu lá dê ha các bạn, phần này là 90k. Cái bò ngon. Cái bò lá dây này ngon không? Cái bò lá dây này ăn mình giống như là cái kiểu thịt bò mà để mà nấu bò á. Ngon không? Rồi lấy xuống mềm cái. Cho cái bếp chứ. Rồi bên mình hai dĩa phải không con? Rồi bây giờ mình thử đi nướng nha các bạn. Nước lẩu mình. Nóng quá các bạn ơi. Ủa xong với bị chua, nó chỉ ngọt ngọt thôi, chua rất là nhẹ, mình không cảm nhận được luôn á. Thơm mùi lá giang. Lá giang nè các bạn. Lá giang thì chua, mà bò thì không có chua. Giờ mình ăn miếng bò, lá giang rồi nó như thế nào nha. Cái bò này bị khét rồi, bị khét rồi bò này. Ủa cái này là gân bò ta? À này là gân bò. Cái món này thì mình không thích lắm các bạn, tại đơn giản á. Cái món này thì dùng mỡ quá, mình không thích. Mình thấy thịt bò ăn thì có miếng ngon, miếng cũng không có ngon ha. Nên chung là đến đây mình ăn bò này. Bò nướng tuyệt vời. Dạ các bạn ơi, vừa rồi thì mình dạ các bạn, vừa rồi kênh Hoàng Vlog chia sẻ đến các bạn món bò nướng. Bò nướng này ở Tịnh Biên ha các bạn. Thì chính xác là ở ấp Núi Két. Mình đang ở đây quán tên là Phương Hương 2. Hôm nay mình đến đây mình ăn ấy, mình thấy cũng ổn á. À, khẩu vị này, bò thì ớt hơi ngọt một tí. Theo mình nghĩ chắc tại tùy theo vùng miền. À, các bạn nào mà có dịp đi vô gần Trà Sư á thì đi về hay là trên đường đi mình ghé đây mình ăn thử ha. Giờ mình sẽ kết thúc clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo ha. Bye bye.